Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Vậy là RTX 3060 Ti đã được ra mắt chính thức rồi. Tất nhiên sẽ có rất nhiều anh em thắc mắc liệu khi mang RTX 3060 Ti đi so với các mẫu card đồ họa khác thì hiệu năng sẽ như nào. Thì để giải đáp thắc mắc đấy thì mình sẽ quyết định so sánh với hai mẫu card đồ họa nữa để anh em có thể thấy được cái sự mạnh mẽ bá đạo của RTX 3060 Ti sẽ như nào. Đầu tiên sẽ là card đồ họa RTX 2060 Super tới từ PNI. Thực tế ra thì mình đã không mượn được dòng TOF, thế nên mình sẽ mang PNI tới để làm tính chất tượng trưng để cho anh em thấy được cái hiệu năng chơi game mới là cái quan trọng. Còn cái hình thức ấy chỉ là bên ngoài thôi, nhưng bên ngoài đẹp thì vẫn tốt hơn. Thế nhưng bây giờ mình sẽ bỏ card đồ họa RTX 2060 Super ra, bởi vì đây chỉ là chúng ta chỉ quan tâm tới phần hiệu năng thôi. Hệ thống tản nhiệt vẫn ngon mà, anh em nào thích vẫn mua được nhé, giá bây giờ rẻ lắm. Rồi, đây sẽ là hai nhân vật chính của chúng ta, mình sẽ để sang hai bên để anh em có thể nhìn được. Thì nhìn sơ qua như này thôi, anh em có thể phân biệt được đâu là RTX 3060 Ti và đâu là phiên bản 3070. Tất nhiên là anh em không thể phân biệt được rồi, bởi vì khu mặt trước đây thì hoàn toàn giống nhau ở phần thiết kế. Đây, sờ mắt lạnh luôn. Uầy, mát thế. Đây kim loại, sờ rất mát. Cái quạt tất nhiên đã được làm từ nhựa rồi. Chỉ khi mình đặt ngang cái mẫu card đồ họa xuống, khi đấy anh em mới nhận ra được đâu là RTX 3060 Ti và đâu là RTX 3070. Đó chính là về hệ thống cấp nguồn. Khi mà RTX 3060 Ti sẽ chỉ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin, trong khi đó sang phiên bản RTX 3070 sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn. Đây, hai cổng cấp nguồn 8 pin. Về nguồn theo như mình khuyến cáo ấy, thì đối với RTX 3070 thì anh em nên mua những bộ nguồn có công suất thực khoảng độ 650W. Còn riêng đối với RTX, đây mình là RTX 3060 Ti, thì mình nghĩ một bộ nguồn 550W công suất thực và phải thật xịn thì hoàn toàn ok. Còn nếu như anh em muốn dư giả thì nên mua bộ nguồn có 600W, thì khi đấy sẽ là hiệu quả nhất. Rồi, một điểm khác nữa, đây mình sẽ lật ra cho anh em nhìn. Hệ thống heatsink thì hoàn toàn giống nhau rồi, anh em có thể đổi heatsink hai con chắc là vẫn được ấy. Anh em không muốn mình làm video đổi heatsink xem có ok hay không. Đây, và khi nhìn mặt sau chúng ta sẽ thấy được điểm khác biệt nữa, đó chính là liên quan tới hệ thống tụ. Thì hệ thống tụ đã được thay đổi một chút, có lẽ là để đảm bảo cho mức giá của card không quá đắt, và cái thứ hai nữa để chống cái hiện tượng crash. Nhưng mình nghĩ là sẽ không bị đâu, bởi vì vốn dĩ RTX 3060 Ti có dung nhịp không quá cao, thế nên hiện tượng kiểu bị đen màn hình mình nghĩ 100% không thể xảy ra đâu, chứ không phải 99,9% nữa, 100% không thể xảy ra. Và bây giờ sẽ là đến phần trải nghiệm hiệu năng để anh em có thể thấy được ba mẫu card đồ họa sẽ có hiệu năng như nào nhé. Và vừa rồi là phần trải nghiệm hiệu năng. Nếu là anh em sẽ chọn mua như nào? RTX 2060 Super có mức giá vô cùng ưu đãi, hay thêm một cơ số tiền nữa để sở hữu RTX 3060 Ti và RTX 3070? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video, và dĩ nhiên đường link của cả ba sản phẩm mình sẽ để ở ngay phần mô tả. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.